Tuấn Hưng lần đầu chia sẻ về đàn anh lập tức nhận được phản hồi cực gắt, khiến dân mạng hoảng hốt. Như chúng ta đã được biết thì Tuấn Hưng và Duy Mạnh là hai ca sĩ kỳ cựu trong làng giải trí Việt. Nhưng không biết giữa hai người có hiềm khích hay mâu thuẫn đậm sâu nào hay không mà Tuấn Hưng luôn luôn bị đàn anh Duy Mạnh cà khịa hết lần này đến lần khác. Ngoài việc cà khịa Tuấn Hưng ra thì Duy Mạnh thường hay gọi anh Hưng một cái tên rất chi là thân thương, Tuấn Hưng. Nghe chỉ lệch một tông thôi là chúng ta cũng có thể biết nó sẽ đi về đâu rồi. Sau nhiều lần cà khịa như vậy thì Tuấn Hưng đã có chia sẻ với truyền thông suy nghĩ của mình về đàn anh. Trong clip, anh nói: "Mình cũng không hiểu được, không rõ được là anh Mạnh đang nghĩ gì. Sẽ có một lúc nào đó, ở một thời điểm rất gần thôi, chúng tôi sẽ có những cái buổi nói chuyện như hai người đàn ông với nhau." Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ thì một fan đã gửi ngay cho Duy Mạnh về phần trả lời phỏng vấn đó. Ở trong bình luận của một bài viết thì Duy Mạnh đã đáp trả ngay lập tức, khiến cư dân mạng cười bò. Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Bảo với chú Tuấn Hưng là chú Mạnh bảo một thằng chơi đá và một thằng chơi ke thì làm sao có thể hiểu nhau được." Ngay sau khi đọc được bình luận của Duy Mạnh, cộng đồng mạng đã bày tỏ ý kiến của mình. Tuấn Hưng, nó mà càng nghiêm túc thì ông nội Duy Mạnh càng chọc thêm. Một lúc nào đó sẽ nói chuyện như hai người đàn ông, còn hiện tại là hai thằng dở, ông dở thằng nhí. Một ông cục tính nhưng hay dỗi, một ông thì thương em nhưng hay trêu nhây. Như hai anh em ruột thôi, nên rồi lại anh em với nhau cả thôi. Còn bạn nghĩ sao về mối quan hệ thân thiết giữa hai nam ca sĩ này? Và liệu có cuộc nói chuyện nào diễn ra giữa hai người đàn ông của chúng ta hay không? Hãy để lại một bình luận cho Tin Hot 3 phút được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh. Bấm chuông thông báo bạn nhé.